Xin chào đồng bò, tin chuẩn mới nhất đây. Chúng tôi đã thành công cải tiến bé bot ở sàn chơi để có thể hỗ trợ đồng bò tốt hơn trong quá trình trải nghiệm trò chơi. Đầu tiên, bé bot có thể giúp bạn nhận nhanh toàn bộ phần thưởng nhiệm vụ chỉ với một cú chạm. Quá tiện lợi phải không nào? Cứ cách một khoảng thời gian, bé bot sẽ giúp bạn thu thập phần thưởng từ các chuỗi nhiệm vụ, sự kiện khác nhau trong trò chơi như điểm danh hàng ngày, nhiệm vụ hàng ngày, thưởng sự kiện. Do đó, bạn chỉ việc yên tâm chạy bo, còn lại đã có bé bot lo. Ngoài thu thập phần thưởng, trợ lý mới của chúng ta sẽ thông báo những thông tin quan trọng khác như lời mời kết bạn, bài đăng bạn bè trên trang trợ lý thông minh. Đồng thời, những nội dung quan trọng của mỗi mùa giải sẽ được tổng hợp tại trang trợ lý thông minh khi chạm vào bé bot, bao gồm cơ chế gameplay, cập nhật bản đồ, phương tiện, vũ khí. Nhưng đây chưa phải là tất cả, còn rất nhiều tính năng hấp dẫn nữa sớm được ra mắt trong tương lai, cùng chờ đón nhé. Bạn có thể chọn hiển thị bé bot ở trạng thái 3D hoặc chuyển qua trạng thái 2D để chuyển bé bot sang góc phải dưới màn hình. Để ẩn bé bot, đồng bò có thể vào trang trợ lý thông minh, chọn chế độ không làm phiền trong phần cài đặt trợ lý thông minh và khi cần thì mở ra. Đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Đừng quên chia sẻ ngay tính năng mới cực thú vị này cho bạn bè của mình nhé!